Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Chơi lầy, VinFast lại bị kiện ở Mỹ. Ngày 22 tháng 5, VOA tiếng Việt loan tin VinFast bị kiện ở Mỹ vì không trả tiền thuê phòng trưng bày. Theo đó, nhà sản xuất xe điện VinFast đang bị kiện tại tòa án California vì không trả tiền thuê cửa hàng theo đơn khiếu nại của công ty dịch vụ bất động sản SBG Center mà VinFast nói là không chính xác. Cụ thể, theo VOA, SBG Center cho biết VinFast đã thuê mặt bằng tại một trung tâm mua sắm ở Palo Alto từ cuối tháng 3 năm 2023, nhưng đã ngừng thanh toán từ tháng 5 năm 2023 cho đến tháng trước, với tổng số tiền đến hạn gần 356.000 đô la, tương đương với 12 tháng tiền thuê, theo đơn khiếu nại đã nộp vào ngày 14 tháng 5 lên tòa án cấp cao quận Santa Clara. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA dẫn tuyên bố của VinFast với một hãng tin quốc tế rằng cáo buộc VinFast không trả tiền thuê nhà từ ngày 1 tháng 5 2023 đến 1 tháng 4 2024 là không chính xác. Chúng tôi đã thực hiện thanh toán tiền thuê hàng tháng cho đến và bao gồm cả tháng 3 năm 2024. Chúng tôi đã tạm dừng thanh toán tiền thuê kể từ tháng 4 năm 2024 do đang đàm phán với chủ nhà để sửa đổi hợp đồng thuê. Trong khi đó, VOA dẫn SBG Center nói trong đơn khiếu nại rằng đã gửi cho VinFast thông báo thanh toán vào ngày 26 tháng 4, nhưng VinFast đã không thực hiện đúng yêu cầu của thông báo trước hạn chốt ngày 1 tháng 5. VOA cho biết VinFast đang đối mặt với hai cuộc điều tra riêng biệt ở Hoa Kỳ về vụ tai nạn hồi tháng 4 ở California, khi 4 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn liên quan đến xe VinFast VF8 và cuộc điều tra vì cáo buộc vi phạm bằng sáng chế ArcelorMittal đối với nhôm được sử dụng trong VF8. Ngoài ra, VOA cũng cho biết hai công ty luật cũng đã đệ đơn kiện vào tháng 4 chống lại VinFast thay mặt cho các cổ đông cáo buộc những tuyên bố sai lệch của nhà sản xuất ô tô này đã gây thiệt hại tài chính cho họ. Hình ảnh xe VF8 rất hào nhoáng nhưng kém chất lượng. VOA dẫn các nhà điều tra an toàn ô tô của Hoa Kỳ hôm 20 tháng 5 cho biết họ đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn hồi tháng 4 của xe điện VinFast ở Pleasanton, California. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Xa lộ Quốc gia cho biết cuộc điều tra sẽ tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn ngày 24 tháng 4 và vụ cháy sau đó. Một khiếu nại được gửi tới cơ quan này vào ngày 29 tháng 4 cho biết tay lái có thể có vấn đề trong vụ tai nạn khiến một cặp vợ chồng cùng các con của họ 13 tuổi và 9 tuổi thiệt mạng. VOA dẫn lời cảnh sát Pleasanton nói, người lái chiếc xe trong vụ tai nạn dường như đã lạc tay lái và đụng vào một cây sồi lớn với tốc độ có thể là một nguyên nhân. Vẫn theo VOA, VinFast không trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc này. VOA cũng cho hay một tờ báo địa phương hồi đầu tháng này dẫn lời phát ngôn viên của VinFast nói, hãng xe đã biết về vụ tai nạn đồng thời cho biết thêm các cơ quan chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và sẽ chia sẻ những phát hiện của họ khi công việc hoàn tất. Hình ảnh biểu đồ giá cổ phiếu VFS của VinFast từ ngày lên sàn Nasdaq đến nay. Như truyền thông quốc tế đã nhiều lần đưa tin, hoạt động của VinFast tại Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài những vụ kiện tụng mà VOA đã đề cập ở trên, số liệu trên sàn chứng khoán Nasdaq cho thấy giá cổ phiếu VFS của VinFast đã giảm liên tục từ mức đỉnh gần 9 đô la một cổ phiếu vào ngày 5 tháng 10 năm 2023 xuống mức đáy là 2,43 đô la một cổ phiếu vào ngày 22 tháng 4 vừa qua. Tuy gần đây VFS có dấu hiệu tăng trở lại, nhưng sự phục hồi này là không bền vững với những khó khăn mà hãng này đang phải đối mặt. Báo cáo tài chính của VinFast nộp cho cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ cho thấy VinFast đã thua lỗ tổng cộng 5,7 tỷ USD trong 3 năm qua, trong khi nợ của công ty này vẫn đang tăng lên. Các mẫu xe của VinFast cũng không bán được, ngay cả tại thị trường Việt Nam cũng như thị trường Mỹ. 70% số xe của hãng này giao trong năm 2023 là bán cho hãng taxi GSM, cũng thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Chơi lầy, VinFast lại bị kiện ở Mỹ. Đảng khoan sức dân bằng mũi khoan sắc nhọn. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn tự vỗ ngực là đỉnh cao trí tuệ, là người đưa Việt tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Kể từ khi ra đời đến nay, đảng chưa bao giờ sai, từ mô hình thể chế đến đấu tranh giai cấp đến nội chiến tương tàn hay cải cách ruộng đất. Dù có chết hàng triệu người thì đảng vẫn luôn đúng.
Nếu có sai thì lãnh đạo đảng chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt, lấy khăn chấm chấm như ai đó là xong. Đến thời mở cửa năm 1986, kinh tế thay đổi do có hơi hướng thị trường, đảng nhân cơ hội đó bóc phét. Nào là GDP luôn tăng trưởng vào hàng nhất thế giới, nào là lạm phát thấp nhất thế giới. Với những con số mà đôi khi các chuyên gia cũng phải kinh ngạc vì không biết từ đâu ra. Hình ảnh Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước. Ấy vậy mà hôm 20 tháng 5 có một vị quan phó của chính phủ, ông Lê Minh Khái, lại tỏ ra khá thật thà, thừa nhận khi đăng đàn quốc hội, nền kinh tế đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn, nhất là trong kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng còn thấp, giá vàng biến động mạnh. Đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài và nặng nề hơn. Điều đó càng khẳng định sự thật khi người dân đã khốn khó suốt gần 3 năm nay. Nay quan trên lại thừa nhận khó khăn khiến người dân thêm lạnh gáy hơn. Nhất là khi cả Phó Thủ tướng Khái và Bộ trưởng Tài chính Phớt khoe thu ngân sách tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 43,1% dự toán trong 4 tháng đầu năm 2024. Càng kinh khủng hơn, cái sự tăng thu ngân sách này là tăng từ thu nội địa gần 13%, trong khi thu từ xuất khẩu thì giảm gần 6%. Dân bàng hoàng, kinh tế suy thoái, hàng triệu người thất nghiệp, hàng trăm ngàn doanh nghiệp đóng cửa. Vậy nguồn ở đâu để các ông tăng thu? Đến đây thì không cần phải là chuyên gia tài chính, cũng phải cảm thán thốt lên ối giời ơi. Bởi tăng thu nội địa thì có nguồn nào khác ngoài tăng thuế của dân, nghĩa là tận thu từ dân, vắt kiệt hầu bao của dân. Không cần tìm hiểu đâu xa, chỉ cần vòng quanh các tờ báo quốc doanh thì có thể thấy dễ dàng liệt kê ra các nguồn tận thu của các ông. Hình ảnh thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2024. Nguồn thu mới nhất của đỉnh cao trí tuệ là phí cho thuê vỉa hè. Vỉa hè là nơi kiếm cơm của dân lao động nghèo, của những người chạy ăn từng bữa với các xe bánh mì nước giải khát, khó khăn là thế. Vậy mà các ông cũng có thể nghĩ ra để tận thu vào đúng cái buổi chợ chiều, ế sưng ế xỉa. Báo quốc doanh còn reo hò cổ vũ nhờ thu phí mà vỉa hè ngăn nắp trật tự. Nhưng tuyệt đại đa số người dân lại không tin, bởi vỉa hè nó sờ sờ ra trước mắt ai cũng có thể thấy. Dạo quanh vài khu chợ thì nghe biết bao lời ta thán, không nói đâu xa. Chỉ ngay chợ An Đông, chợ Tân Định, toàn là những chợ lớn ở ngay những khu vực trung tâm sầm uất của Sài Gòn. Nhưng rất nhiều sạp hàng đóng cửa, nhiều tiểu thương chơi điện thoại thay vì bán hàng. Rất nhiều tiểu thương than vãn hàng quán ế ẩm suốt mấy năm nay mà ông nhà nước không giảm một đồng thuế nào, ban quản lý chợ không giảm đồng phí nào. Bao nhiêu đơn thư xin giảm thuế, giãn nợ đều như ném vào thinh không, không hồi âm, không xem xét. Trả lời phỏng vấn thời báo Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Phớt hô hào phải khoan sức dân. Nhưng công luận đánh giá có lẽ ông Phớt và giới lãnh đạo Việt Nam đang sử dụng mũi khoan sắc nhọn để khoan xuyên, khoan thủng sức dân, chứ không phải là khoan thư, khoan giãn cho dân. Điều đó chứng tỏ các ông không nuôi dưỡng sức dân mà các ông nuôi dưỡng nguồn thu như chính lời ông Phớt. Và lãnh đạo Việt Nam chỉ coi dân là cái mỏ để các ông vơ vét tận thu. Hình ảnh những sạp hàng đóng cửa, dài hàng ở chợ An Đông. Dù Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tỏ ra khá thật thà, thừa nhận khó khăn, nhưng ông vẫn không thoát khỏi thói quen đổ thừa của lãnh đạo Cộng sản, lấy lý do kinh tế chính trị thế giới biến động mạnh. Nghĩa là ông vẫn tiếp tục cùng với các bậc tiền bối lãnh đạo của ông chơi trò đổ lỗi cho những lý do khách quan, cho thế giới, cho cả bọn thù địch đánh phá nữa. Ông Khái vẫn không dám chỉ ra nguyên nhân căn bản, nguyên nhân gốc rễ, đó là thể chế độc tài toàn trị, đó là lợi ích nhóm hủy hoại sự phát triển của đất nước, tàn phá môi trường, đó là cuộc tranh ăn ở cung đình, khiến bộ máy hành chính tê liệt, khiến nhà đầu tư hốt hoảng bỏ đi. Mới đây, ngày 17 tháng 5, báo chí quốc tế loan tin Việt Nam đã mất 2,5 tỷ USD viện trợ nước ngoài và có nguy cơ sẽ mất thêm 1 tỷ USD nữa bởi bộ máy hành chính tê liệt, khiến các gói viện trợ bị quá hạn, không thể giải ngân. Hơn nữa, gói tài trợ để chuyển đổi năng lượng xanh của các nước G7 cũng không giải ngân được đồng nào. Cuối ngày 17 tháng 5, báo chí quốc tế loan tin hơn 2 tỷ USD đã bị các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam do lo ngại về sự bất ổn chính trị ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Đảng khoan sức dân bằng mũi khoan sắc nhọn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D.